Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của NT Studio. Trước đây thì các bạn có thể thấy rằng là những mẫu smartphone như thế này thì chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 8 này. 12, rồi là 16MP thì với con số này thì cũng đã đủ để cho chúng ta phục vụ những nhu cầu chụp hình cơ bản hay là quay video rồi Tuy nhiên ngày nay với cái xu thế phát triển và cái sự phát triển mạnh mẽ của thị trường di động thì các hãng sản xuất smartphone ngày càng trang bị những cái thông số khủng cho điện thoại của họ đặc biệt là cái cảm biến camera Thì như gần đây các bạn đã thấy là chúng ta đã có rất là nhiều những mẫu máy được trang bị cảm biến lên tới là 200MP ở thời điểm hiện tại nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua một chiếc máy có cảm biến camera lên tới là 200 megapixel ấy như là chiếc S23 Ultra thì có thể ghé qua di động Việt nhé. 200 megapixel được coi là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nhiếp ảnh trên smartphone và hiện nay Samsung là một trong những công ty đi đầu trong việc sản xuất các cái cảm biến camera lên tới là 200 megapixel với các cái cảm biến có tên là Isocell HBX trên máy ảnh hoặc là Isocell HB123 trên smartphone và smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị cảm biến camera 200 megapixel thì là một cái tên mà các bạn không ngờ tới đâu đó chính là Motorola với chiếc Motorola X30 Ultra À, thì chiếc máy này sở hữu camera 200 megapixel, module là Isocell HB1 của Samsung với cảm biến 1 trên 1,22 inch với ống kính khổng độ là f1.95 à, sẽ bao gồm các tính năng như là chống dung quang học OIS, ghép điểm ảnh 16 trong 1 Đồng thời sẽ cung cấp cho các bạn hai cái tùy chọn xuất ảnh bao gồm đó là 50MP và 200MP Đến thời điểm hiện tại thì đã có rất là nhiều những mẫu smartphone được trang bị cảm biến camera là 200MP Thậm chí là những mẫu smartphone tầm chung thì đã có con số là 108MP rồi. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng trong tương lai con số 200MP này thì nó sẽ ngày càng phổ biến trên smartphone cao cấp hơn nữa một vài cái tên mà các bạn có thể kể đến ở thời điểm hiện nay, chẳng hạn như là Galaxy S23 Ultra, à, đương nhiên rồi, rồi là Xiaomi 12T Pro, à, chúng ta còn có chiếc Redmi Note 12 Pro cộng. À, thực ra chiếc máy này thì được coi là ngoại lệ bởi vì là mức giá của nó thì sẽ được xếp vào là sản phẩm tầm trung thôi. À, sắp tới đây thì các bạn sẽ còn có bộ đôi đó là On 90 và On 90 Pro nữa, cũng sẽ được trang bị cảm biến đến từ Samsung 200 megapixel. Với những người dùng cơ bản mà không quan tâm quá nhiều đến nhiếp ảnh cũng như là trang bị camera thì mình cũng không quan tâm đến việc là điện thoại có được trang bị camera khủng hay không cũng như là mình không thể nào mà hiểu cái cơ chế hoạt động và cách sử dụng cái cảm biến này sao cho để cho ra những cái bức hình có chất lượng cao nhất thêm nữa là cũng sẽ có rất nhiều người dùng hiện nay họ sẽ có suy nghĩ như là kiểu là không biết là cảm biến lớn như thế trên smartphone thì có tác dụng gì và nó có thực sự mang lại chất lượng ảnh tốt hay không hay nó sẽ chỉ là một chiêu trò quảng cáo của các thương hiệu smartphone mà thôi và chắc hẳn cũng sẽ có nhiều bạn sẽ có một cái suy nghĩ đó rằng là cái số pixel trên camera nó càng lớn thì chất lượng ảnh càng tốt điều này thì cũng không hẳn đâu chúng ta sẽ cùng nói một chút về điều này nhé cái số megapixel thực sự thì nó sẽ không thể nào mà quyết định đến chất lượng ảnh của bạn là đẹp hay xấu, chất lượng cao hay là chất lượng thấp mà nó sẽ chỉ quy định là kích thước của bức ảnh đó sẽ là bao nhiêu megapixel mà thôi, tức là chiều dài và chiều rộng của cái bức ảnh này. Và chất lượng của ảnh chụp vẫn nó sẽ còn phải phụ thuộc vào các yếu tố mà đặc biệt cần phải kể đến đó là kích thước của cảm biến. Cảm biến càng lớn thì sẽ thu sáng tốt hơn và điều đó đồng nghĩa với việc là bức ảnh của chúng ta sẽ đẹp hơn là điều đương nhiên rồi. Mặc dù là độ phân giải đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo chi tiết, nhưng mà lượng ánh sáng thu được thì nó sẽ quyết định các yếu tố như là độ cân bằng sáng, giải tương phản động và thậm chí là cả độ sắc nét. Đây là lý do vì sao mà những máy ảnh DSLR trên thị trường hiện nay vẫn chỉ trang bị những cái camera có độ phân giải là 16 là 20 MP mà thôi và ảnh chụp cho ra thì vẫn sẽ đẹp hơn so với là smartphone có camera là 108 hay là kể cả 200 MP nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định hoàn toàn cái chất lượng chụp hình từ những chiếc Galaxy S20 Ultra hay là smartphone có camera 200 MP nói chung trên thị trường hiện nay nhé nhưng nếu khi mà các bạn sử dụng camera 200 mp trên smartphone thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đến được một số thứ chẳng hạn như là các bạn sẽ không sử dụng được chế độ góc siêu rộng này rồi là camera telezoom 2x 20x khi mà các bạn muốn sử dụng một trong số những cái tính năng này ấy, thì bắt buộc các bạn phải sử dụng chế độ camera tiêu chuẩn là 12 mp nhé Rõ ràng là với một bức ảnh được chụp ra từ camera 200 megapixel thì sẽ có kích thước lớn hơn rất là nhiều so với camera 12 megapixel thông thường rồi. Một ví dụ đơn giản là một bức ảnh được chụp ra từ camera 12 megapixel nó có kích thước khoảng 4 000 nhân với 000 pixel thì kích thước của nó chiếm trong cái bộ nhớ các bạn nó rơi vào khoảng từ 2 đến 5 MB. Nhưng mà với những bức ảnh mà được chụp ra từ camera 200 megapixel, kích thước của nó rơi vào khoảng 16000 nhân 000 pixel thì nó sẽ chiếm từ 35 cho tới là 50 MB. Như vậy là các bạn đã có thể thấy rằng là nó chiếm cái dung lục bộ nhớ các bạn nhiều đến như thế nào đúng không? Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ phải bỏ lỡ một số tính năng rơi ai điều khiển à, Rồi là chúng ta sẽ bị mất cái đề xuất Best Shot của Samsung Rồi là Focus Enhancer để kích hoạt cái chế độ Macro Ngoài ra thì còn một số những cái chế độ chụp hình khác Vậy thì theo các bạn thì các bạn có lựa chọn smartphone có cảm biến camera 200MP không? nếu như mình á thì mình chắc chắn là sẽ không rồi bởi vì nhu cầu của mình không có sử dụng tới, à, mình cũng chỉ chụp hình cơ bản rồi quay video cơ bản bình thường, up lên mạng xã hội thôi. À, còn đối với những các bạn nào mà chuyên về nhiếp ảnh thì có lẽ mình nghĩ là các bạn sẽ phải sử dụng những mẫu máy ảnh chuyên nghiệp rồi, thì khi đó chất lượng ảnh của các bạn mới thực sự đảm bảo. Còn đối với những bạn mà yêu nhiếp ảnh nhưng mà cần sự linh động, nhanh gọn thì đương nhiên là lựa chọn smartphone sẽ là phương án tối ưu. Nói chung thì nó vẫn phải phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn rất là nhiều. Còn các bạn, các bạn ra sao? Các bạn có lựa chọn 200 trăm của camera trên điện thoại không? comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye